Điệu cải lương thời ấy không ít người mang theo bên mình hình ảnh của những bàng quý phi, vở Sử Án Bàng Quý Phi, Điêu Thuyền, vở Phụng Nghi Đình, Lan, trong Lan và Điệp. Đặc biệt vai diễn Bàng Quý Phi đã đưa tên tuổi của cô Năm Phỉ lên tới tột đỉnh vinh quang, đến mức hễ tụm năm tụm bảy là người ta lại bàn về cái ngọt của cô Năm Phỉ trong các vai diễn. Nhiều người phải suýt xoa và vỗ đùi cái bét như uống được ngụm rượu ngon khi nói về cô Năm Phỉ. Với vai diễn đẳng cấp này, gánh hát của chồng cô là Phước Cương đã được mời sang Pháp biểu diễn. Sau khi xem, khán giả Pháp cũng không kiềm nén được cảm xúc và hết sức mến mộ tài năng của cô Năm Phỉ. Ngoài vở Sử Án Bàng Quý Phi, cô Năm Phỉ còn hóa thân trong nhiều vai nức tiếng khác, đặc biệt là Lan của vở Lan và Điệp. Sau khi kết thúc vai này, nhiều người lo lắng không biết rồi ai sẽ là người làm được như cô Năm Phỉ. Có người viết, Khởi Thủy Tuồng Lan và Điệp là một trong những vở tuồng làm sáng danh cô Đào Năm Phỉ. Trước mấy ngày nữ nghệ sĩ Năm Phỉ đột ngột qua đời, xuất hiện lần cuối trên sàn diễn, cô Năm Phỉ hát thật xuất sắc với vai Lan. Năm đó, cô Năm Phỉ 47 tuổi, nhưng phải hóa trang khéo léo để thể hiện đúng nhân vật Lan mới có 18 tuổi. Vậy mà cô Năm Phỉ làm được. Cô bước ra sân khấu, khán giả trầm trồ nét duyên dáng thanh xuân, đúng phong cách nhân vật trong tuồng. Đêm hát cuối cùng ấy, cô Năm Phỉ đóng vai Lan, đóng cặp với nghệ sĩ Thanh Tao vai Điệp. Nữ nghệ sĩ tiền bối Năm Phỉ nằm xuống, ai là người đủ khả năng để thay thế cô Năm Phỉ? Câu hỏi hóc úa ấy vẫn còn thách đố cho đến ngày nay. Tuy có những nhân vật khác cũng nổi đình nổi đám không kém, nhưng tài nghệ của cô Năm Phỉ thì khó ai có thể bì kịp. Với vai Bàng Quý Phi, cô Năm Phỉ đã nhận được 4 huy chương vàng của 4 quốc gia, 186 bức thư tỏ tình, 1009 tấm danh thiếp gửi đến để ngợi khen, 167 kiểu ảnh chụp và 420 bài báo viết về sự thành công rực rỡ của cô. Cô Năm Phỉ cũng rất thành công trong nhiều vai khác, trong các vở Tứ Đổ Tường, Mộng Hoa Vương, Cánh Buồm Đen. Nghệ thuật diễn xuất của cô đã hấp dẫn, lôi cuốn khán giả, gây xúc động làm cho bao người phải bùi ngùi xót thương. Nhiều cụ già và phụ nữ lấy khăn lau nước mắt, có nhiều bà cụ mếu máo khóc thành tiếng. Tiếng hát của cô có giọng trầm trầm, hơi khàn khàn, bất hủ qua những bài văn thiên tường vọng cổ, trường tương tư. Trong hồi ký 50 mê hát, học giả Vương Hồng Sển cho biết, năm 1926, gánh Phước Cương lên hát Rạp Sài Gòn, kép bảy nhiêu làm Tống Trơn Tôn, cô Năm Phỉ thủ vai Bàng Quý Phi, hay đến nỗi chính phủ gửi cả đôi sang Pháp diễn tại Paris dịp đấu xảo năm 1931. Ăn khách suốt mấy tháng trường, tuy khán giả lang xa không hiểu nổi một câu bịn dịn hay câu vọng cổ mùi và chỉ hiểu qua màu bộ tịch của đào kép. Chuyến đi mang chuông sang đánh xứ người này không hổ thẹn cho nữ giới Việt Nam. Báo Phụ Nữ Tân Văn số 91 ra ngày 16 tháng 7 năm 1931 cũng tường thuật khá chi tiết sự kiện này. Với đầu đề Cô Năm Phỉ được tiếng khen ở Paris, bài báo viết: ai cũng biết, nhân cuộc đấu xảo thuộc địa ở Paris mà gánh hát Phước Cương và cô Năm Phỉ được chính phủ bên này cho qua, phô bày cái nghệ thuật diễn kịch của ta cho thiên hạ bên ấy biết. Cách đây vài tuần lễ, bạn đồng nghiệp công luận đăng tin rằng cô Năm Phỉ được báo giới ở Paris khen ngợi lắm. Theo tài liệu của Nguyễn Phúc Nghiệp thì chỉ riêng lần lưu diễn này cô Năm Phỉ đã nhận được 4 huy chương và 230.000 đồng tiền thù lao, thời đó tương đương hàng ngàn lạng vàng. Không chỉ hoạt động sôi nổi trong lĩnh vực nghệ thuật, cô Năm Phỉ còn có mặt trong phong trào yêu nước. Năm 1936, mặt trận bình dân thắng thế ở nghị trường Pháp mở ra nhiều triển vọng tốt đẹp cho tình hình chính trị tại các nước thuộc địa. Đảng Cộng sản đã chấp thời cơ để hình thành mặt trận thống nhất dân chủ Đông Dương, rồi sau đó tổ chức Đông Dương Đại hội. Nghệ sĩ Năm Phỉ đã có mặt trên chiến tuyến của những người trí thức yêu nước. Ngày 1 tháng 5 năm 1938, cùng với hàng ngàn người lao khổ và công nhân Pháp tham gia cuộc meeting công khai tại rạp Đội Có Phú Nhuận do Ban Công đoàn của Đảng Cộng sản tổ chức, cô Năm Phỉ là người được thay mặt giới nghệ sĩ và hội ái hữu cải lương bước lên diễn đàn kêu gọi đấu tranh, đòi tự do nghiệp đoàn, áo cơm, dân chủ. Những lúc ấy mọi người thấy cô xuất hiện và phát biểu thật đĩnh đạc. Tuy có cảm thấy như đang đọc, nhưng thật ra nội dung ấy cô đã thuộc lòng. Do đó lối diễn thuyết của cô đã gây được hiệu quả nhất định cho công chúng.
Năm tháng trôi qua, trên sàn diễn và sự nghiệp của cô Năm Phỉ càng chói lọi và cô là một trong những nghệ sĩ đầu tiên được nhiều huy chương. Cô Năm Phỉ tên thật là Lê Thị Phỉ, sinh năm 1907, mất năm 1954 tại làng Điều Hòa, tỉnh Mỹ Tho cũ, nay là tỉnh Tiền Giang, trong một gia đình công chức. Thân phụ cô là cụ Lê Tấn Công, một trí thức Tây học nhưng chịu ảnh hưởng tư tưởng nho giáo sâu nặng. Ông có cả thảy 11 người con và đặt tên thành một câu rất có ý nghĩa: Công, Thành, Danh, Toại, Phỉ, Trí, Nam, Nhi, Bia, Truyền, Tạc, Để. Trong số 11 người con của cụ Lê Tấn Công thì có 5 người là nghệ sĩ nổi tiếng, đó là cô Ba Danh, cô Năm Phỉ, cô Bảy Nam, cô Chín Bia, cô Mười Truyền. Hậu duệ của cô Bảy Nam là nghệ sĩ ưu tú Kim Cương. Ngay từ nhỏ, cô Năm Phỉ đã có giọng ca thiên bẩm, chất giọng trời cho ấy được ông Hai Cu, một thợ bạc ở cùng dãy phố với gia đình cô phát hiện. Ông Hai Cu có con trai tên là Hai Giỏi, lớn hơn cô Năm vài tuổi, cũng có giọng ca rất truyền cảm. Do ham mê nghệ thuật nên ông Hai Cu vận động giới thợ bạc Mỹ Tho đóng góp tiền bạc để lập gánh hát Nam Đồng Ban cho Hai Giỏi làm kép chánh và cô Năm Phỉ làm đào chánh. Vậy là sự nghiệp cải lương của cô Năm bắt đầu từ đó. Năm 1921, kép Hai Giỏi bị bệnh qua đời, cô Năm Phỉ phải về thọ tang, gánh Nam Đồng Ban tan rã. Sau đó, cô theo hát cho gánh Tái Đồng Ban. Năm 1926, Tái Đồng Ban cũng giải thể, cô Năm Phỉ đi hát cho gánh Văn Hí Ban của ông Huỳnh Văn Vui và tiếp đến là gánh Phước Cương. Đến năm 1954, cô Năm Phỉ bất ngờ qua đời, để lại trong lòng công chúng và người hâm mộ nỗi thương tiếc không nguôi. Cô Bảy Phùng Há, lúc đang diễn ở Long Xuyên, nghe tin cô Năm Phỉ mất đã xúc động ngất xỉu. Sau đó cô Bảy tức tốc về Sài Gòn để đưa cô Năm đến nơi an nghỉ cuối cùng và để lại những tiếng kêu than xé lòng về người chị nghệ thuật đột ngột ra đi. Ngày cô Năm Phỉ mất, báo chí thời ấy đã theo dõi sát sao các hoạt động. Báo Tiếng Dội đã loan tin đầy đủ liên tiếp trong nhiều số báo về cái chết đau đớn và bất ngờ của cô Năm Phỉ. Một đào hát danh tiếng nhất trong ca kịch giới Việt Nam, một kịch sĩ tiền phong xứ này. Còn báo Điều Tra Phóng Sự lại có những tư liệu hết sức sinh động nói về những điểm báo trước khi cô Năm Phỉ qua đời do chính miệng cô nói ra. Không ai ngờ chính những lời trăn trối ấy lại mang lại tang tóc thật. Theo đó, thời gian gần lúc cô đột ngột ra đi, các em cô thường nghe thấy những lời trăn trối của chị mình. Ban đầu ai cũng nghĩ là chị mình đùa. Thế nhưng nó xuất hiện liên tục làm cho ai cũng phải giật mình. Có lần cô nói với mấy em: chị Năm cầu xin lo xong xuôi mả của má đâu đó đàng hoàng, rồi chị sẽ chết. Theo tìm hiểu của cánh ký giả thời đó, thì thân mẫu của cô Năm Phỉ tử nạn vào tháng 10 năm 1951 dương lịch trên đường đi Cần Thơ, Vĩnh Long. Câu nói của cô Năm Phỉ khiến ai cũng chạnh lòng và nghĩ rằng đấy chỉ là lời nói của cô lo lắng cho mồ mả của thân mẫu, chứ không ai để ý nhiều đến đoạn sau, rồi chị sẽ chết. Bởi có điều gì làm cô phật lòng hay sự bức bách nào xảy ra với cô đâu. Sau đó, cách một tuần trước khi cô mất, nhân buổi cơm tại nhà riêng ở hẻm số 39A, nay là đường Huỳnh Tịnh Của, đoạn từ Trần Quốc Toản đến Lý Chính Thắng, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Đường được xây dựng từ thập niên 1900. Lúc đó, gồm đầy đủ anh em, cô Năm Phỉ lại buột miệng: tôi chết, và thế nào tôi cũng chết. Rồi cô quay lại các em nói tiếp: chị muốn chết quá. Nghe vậy, cô Chín Bia là em thứ 9 của cô Năm Phỉ nói với cô: chị không chết đâu, chết là tôi đây nè, vì tôi bệnh hoạn liên miên, chớ chị thì đâu có chết. Cô Năm Phỉ đáp lại: không, chị biết thế nào chị cũng chết mà. Nghe cô cứ than vãn về cái chết, nhiều người em của cô không khỏi giật mình và cố tìm cách gạt đi ý nghĩ quái gở ấy ra khỏi đầu chị mình. Cô Chín Bia nói đùa cho vui hỏng qua câu chuyện: chị cứ than chết hoài, thôi bây giờ chị muốn cho tụi tôi món gì trong nhà này thì làm chúc ngôn đi, để sau khi chị chết tụi tôi giành nhau dữ lắm à, vì đồ đạc của chị nhiều quá kia mà. Cô Chín Bia pha trò, nói cho vui, làm ai cũng cười. Thế nhưng cô Năm Phỉ lại nghĩ khác. Vừa dứt câu nói của cô Chín Bia, cô Năm Phỉ đứng bật dậy, níu tay mấy em nói ngay:
Chị nói thiệt à? Tụi bay vô đây tao chia cho. Nói là làm, cô Năm Phỉ dẫn mấy người em vào trong nhà và chỉ từng món đồ, rồi nói với các em: cái đi văng này chị cho Duy Lân để nó nằm, cái buồng ngủ chị cho con Kim Cương. Cứ thế, cô Năm Phỉ chỉ hết cái này sang cái khác, cho người này người kia. Những cử chỉ, lời nói, hành động của cô Năm Phỉ như báo trước câu chuyện đau lòng sẽ xảy ra với chính cô, báo hiệu một sự kết thúc. Nhưng không ai ngờ, sự ra đi đó lại nhanh và đột ngột đến thế. Nỗi nhớ mẹ của cô Năm Phỉ ngày càng da diết, đặc biệt là từ khi cô nhận được bức chân dung của thân mẫu vào chiều ngày 31 tháng 5 năm 1954. Bức chân dung này được thuê họa sĩ tận Pháp vẽ. Sau một thời gian, người ta mới gửi sang cho cô và gia đình. Khi nhận được bức chân dung, cô đã khóc rất nhiều. Sáng hôm sau, tức trước khi mất một ngày, cô Năm Phỉ đã đích thân treo bức chân dung này lên bàn thờ một cách cẩn thận. Rồi cô lấy một sợi dây chuyền bằng vàng, gắn 7 hột xoàn, đeo vào cổ bức chân dung. Sau đó, cô lấy 3 cây nhang thắp lạy mẹ. Cắm nhang lên bàn thờ mẹ, cô quay lại nói với hai em mình là Chín Bia và Út Để rằng: vậy là bổn phận của chị lo xong cho mẹ rồi, dẫu có chết chị cũng không ân hận chút nào. Rồi lững thức bỏ đi, ra nằm võng. Nằm trên võng, cô Năm Phỉ ngoái đầu vào nói như trăng trối với các em mình: bây giờ chị chỉ muốn hai điều, một là chết, hai là đi tu. Sao chị chán đời quá. Thời điểm này, gánh hát của gia đình cô Năm Phỉ đang rất nổi tiếng, được nhiều người biết. Trước lời than vãi của cô Năm Phỉ, cô Chín Bia cũng than lại rằng muốn nghỉ gánh hát. Biết chuyện, cô Năm Phỉ đã dày la và căn dặn: tụi bay động một chút là đòi giải tán, đòi giã. Dầu tao có chết thì tụi bay giàu không làm lớn được cũng phải làm gánh hát nhỏ. Con cháu dòng họ đều làm nghề hát cả, tụi bay phải ráng có một gánh hát mãi mãi như lúc tao còn vậy. Hát chỗ lớn không được thì hát chỗ nhỏ, hát tỉnh không được thì hát ở làng. Đến chiều hôm đó, trước khi Kim Cương là con gái cô Bảy Nam đi hát radio, cô Năm Phỉ có kêu lại cho 100 đồng và dặn: con lấy 100 đồng này để sáng mai đi đốc tờ, vì hồi hôm con ho quá là má không ngủ được. Con cũng nhớ ca rồi đi về nhà, chứ đừng đi chơi. Đoạn cô kéo Kim Cương vào lòng vừa hôn vừa nói: con dáng nghe con, má vui mừng vô cùng khi nghe tiếng hát của con từ trong máy phát thanh vang ra. Má dáng sống đến ngày con có chồng, chừng ấy má chết mới yên tâm. Thế nhưng mọi chuyện chưa diễn ra đúng như ý định cô Năm Phỉ. Chiều hôm ấy, một người bạn nữ đã đến và cả hai cùng đi xem chớp bóng. Trước đó, cô đã rủ người bạn của mình vào nghĩa địa viếng thân mẫu và lạy mẹ. Tại rạp chiếu bóng Nam Quang, bất ngờ cô Năm Phỉ ngất xỉu. Lúc đó là khoảng 10 giờ tối. Đến khoảng 5 giờ 30, ngày 2 tháng 6 năm 1954, thì cô chút hơi thở cuối cùng tại nhà thương Đồn Đất. Theo thông tin thời bấy giờ, thì cô Năm Phỉ qua đời đột ngột là do tai biến mạch máu não. Nhưng chính những điểm báo trước từ miệng cô Năm về cái chết của mình đã khiến không ít người kinh ngạc và không lý giải nổi. Tin cô Năm Phỉ mất loan đi một cách chóng mặt, ai cũng xót thương cho sự ra đi đột ngột này của cô. Các báo thời đó đã dành nhiều trang để nói về sự ra đi này. Trong các ngày diễn ra tang lễ, đã có hàng ngàn đoàn người đến viếng. Các báo thời ấy cho biết, đám tang cô Năm Phỉ là lớn nhất từ trước tới nay trong giới nghệ sĩ Việt Nam. Ngoài việc phúng điếu, nhiều người còn dành những từ ngữ hết sức xúc động cho người thiên cổ. Có bài Ai Điếu được đọc lên và khiến cho bao người phải khóc ngất hay thổn thức nghẹn ngào. Theo ghi nhận thời ấy, đã có 8 bài Ai Điếu. Ai cũng dành những tình cảm chân thành, sự yêu mến và cảm phục tài năng của cô Năm Phỉ. Tuy nhiên, bài Ai Điếu của cô Phùng Há được đánh giá là cảm động nhất. Bài Ai Điếu lâm ly nhất là của anh Nam Châu và thống thiết nhất là tiếng kêu thương của Duy Lân. Cô Phùng Há đã khóc rằng: than ôi, có dọc ngang thế nào, có vinh sang tột bực, rốt cuộc cũng trơ trọi trong chiếc áo quan, trở về cát bụi. Và chỉ sau vài giờ này, khi lòng đất khép lại, vùi chôn mảnh hình hài, thì có ai vãng lai mộ chị, hay là vắng vẻ điều hưu mà người đời. Than ôi, lòng người cũng dễ quên, mau quên lắm. Em không đủ lời lẽ văn hoa diễn tả hết nỗi lòng em để khóc một thiên tài của nước Việt. Em chỉ có vài lời mộc mạc để tỏ tấm lòng kính yêu một người chị về tuổi tác cũng như về nghề nghiệp bằng tất cả mọi sự chân thành. Vậy em xin nghiêng mình để chào chị Năm một lần vĩnh biệt.
Còn Nam Châu, tức là ông Nguyễn Thành Châu lại ví rằng: một ngọn đèn đã tắt vụt, một cánh cửa đã đóng ầm, một quyển sách đã đọc đến dòng chữ cuối cùng, một vở kịch đã hặc sau màn chốt. Về sự ra đi của cô Nam Phỉ, nghệ sĩ Nam Châu điếu: nó chợt đến trong lúc không ai ngờ, giữa một tiếng nổ vang, gây một xúc động đột ngột, mãnh liệt trong giới nghệ sĩ chúng tôi, không khác nào cách kết thúc của một vở bi kịch hùng tráng. Và giới nghệ sĩ của người hâm mộ thời bấy giờ đã không